Xin kính chào tất cả quý khách hàng, các cô chú và anh chị em đến với kênh Hồng Thanh Hàng Thùng. Em xin kính chúc tất cả quý hàng có một ngày mới thật là nhiều niềm vui và hạnh phúc. Các anh chị cô chú đang theo dõi video của em Thanh có nhu cầu đặt hàng vui lòng liên hệ qua số hotline hoặc Zalo trên màn hình 0832625789 để em Thanh tư vấn và gửi hàng ạ. Hôm nay thì Thanh sẽ lên các mã áo polo VIP nhá, 100% là ngày hôm nay là phụ thương hiệu luôn các anh các chú ạ. Tối hôm qua thì em có lên một video về mã sản phẩm áo polo đồng giá là 150.000. Tuy nhiên các anh các chú, những chú mà chuyên mặc hàng hiệu này, mặc hàng VIP thì vẫn tiếp tục hỏi em, yêu cầu em là lên các mã áo VIP đi để các anh các chú mua. Bởi vì là thời tiết mùa này cả ba miền thì mình đều sử dụng những chiếc áo polo này thật là dễ dàng đúng không ạ? Nó thực sự là tiện dụng các anh các chú ạ. Và hôm nay em sẽ có một số mã là kiểu thuộc dòng luxury các anh các chú ạ. Còn một số mã thì giống như bình thường em bán đấy, có Lacoste rồi có Puma, Nike, Adidas, The North Face cực kỳ đẹp luôn. Hôm nay thì các anh các chú nhìn màu sắc của nó này vô cùng nhiều màu. Và tất cả các đơn hàng ngày hôm nay thì em Thanh sẽ miễn phí ship giao hàng toàn quốc khi các anh chú mình mua hàng và nhận hàng. Còn trong trường hợp các anh chú mình đặt hàng nhưng vì một lý do mình không có nhận thì vui lòng thanh toán phí ship 2 chiều giúp em 30 ngàn nhé. Và không để các anh chị cô chú chờ đợi lâu nữa, em Thanh đi vào chi tiết sản phẩm của ngày hôm nay. Hôm nay em lên là mã G các anh chú ạ. Đầu tiên mã G1, vai 44, bụng 49 và dài 70. Hiệu Apple Rye các anh chú ạ. Đây, phía đằng sau nhá, nó có quả táo này. Đó. Con này chất của nó thì cực kỳ là đẹp luôn ý. Thực sự nó không, em không biết tả cái chất của nó gọi là cái chất gì. Thun lạnh thì cũng không phải, mà nó vừa sờ thì nó kiểu vừa giống chất gió, nhưng mà chất nó rất là mát. Nó lại cũng dày hơn cả thun lạnh, đanh hơn thun lạnh anh các chú ạ. Form dáng cực kỳ đẹp. Nhưng con áo này thì chắc chắn là nó là siêu phẩm của ngày hôm nay rồi ạ. Đó, cái tên thương hiệu nó in ở trên đây các anh các chú nhá. Ở phần cổ của nó này, tất cả các cúc của nó đều có tên thương hiệu ạ. Đó, từ những cái cúc nhỏ luôn. Con này thì siêu VIP luôn, và form nó đảm bảo rằng là mặc canh anh chú mặc cực kỳ gọn gàng. Đó. Đây ạ. Đó. Tác rất là mới luôn. Con này thì dáng nó slim fit canh anh chú ạ. Mã G1, vai 44, bụng 49 và dài 70. Vai 44, bụng 49 và dài 70, chất siêu đẹp luôn. Đây canh anh chú ơi. Em này giá 550.000 canh anh chú nhá. 550.000. Siêu phẩm của ngày hôm nay các anh các chú ạ. Nó xẻ hai bên. Nhưng anh những chú mà bụng bự này, hơi mập một xíu, mặc con áo này đảm bảo lên rằng là sẽ cảm giác gầy đi cỡ khoảng tầm 3 đến 5 cân luôn. Em đảm bảo điều đó luôn. Bởi vì thực ra nhà em này, bố em mập này, bố em có bụng, chồng em có bụng, mà chuyên nếu mà mặc được những con thế này nhá thì chắc chắn là trông cực kỳ gọn gàng luôn. Cho nên là em tin rằng là những khách hàng nhà em cũng thế. Hôm trước em có mấy con chất như này này mà các anh dặn quá trời dặn luôn. Mã G1, vai 44, bụng 49 và dài 70, giá 550.000 nhá. 550.000 ạ. Đó, đẹp xuất sắc. Em lên mã G2 ạ. Mã G2, bin pole các anh các chú nhá. Vai 46, bụng 49 và dài 70. Em này cũng kiểu dáng slim fit các anh các chú ạ. Mà nó là áo họa tiết. Đây, cực kỳ đẹp luôn. Nền của nó là màu trắng. Nền màu trắng có họa tiết hình tim này. Rồi có những vẩy màu đen đấy các anh chú. Kiểu màu sắc nó đơn giản lắm, nhưng mà kiểu dáng cực kỳ đẹp và lạ mắt. Nếu mà như những chiếc áo kẻ thông thường các anh chú mình gặp rất là nhiều rồi đúng không ạ? Còn con này thì nó là như thế. Có chữ Binpole ở phía đằng sau này các anh chú này. Đó, tên thương hiệu nhá. Em này cũng là áo của Hàn Quốc. Em này cũng áo của Hàn. Và vạt sau nó sẽ dài hơn vạt trước một xíu các anh chú nhá. Chất cốt tông tổ ong. Phần cổ của nó thì cũng là cùng với chất luôn. Và toàn bộ cúc của nó đây các anh chú ạ. Cúc cũng là cúc kim loại này. Đó, cúc kim loại nhá. Đều có tên thương hiệu Binpole. Con này giá 400.000. Mã G2 ạ. Vai 46, bụng 49 và dài 70. Cũng là một em dáng slim fit các anh chú ạ. Nhưng con này các anh chú mặc vào cực kỳ gọn người. Mã G2. Vai 46, bụng 49 và dài 70. Giá 400.000. Mã G3, một em tô mì các anh chú ơi, một em tô mì màu vàng, độ mới cực kỳ cao nhá. Mã G3 này, vai 43, bụng 49 và dài 65. Vai 43, bụng 49 và dài 65, em này size M. Một em tô mì 2 finger các anh chú ạ. Phần cổ nó đây ạ, phần cổ nó phối nhá, nó phối với một chút xíu vải sơ mi này. Toàn bộ các cúc của nó đây đều có tên thương hiệu 2 finger. Có cái logo tô mì trước ngực này các anh chú ơi, chất cốt tông tổ ong. Đó, tag của nó đây ạ. Con này thì tay có bo này, cổ cũng là cổ len các anh các chú nhá. Một em màu vàng tươi, phù hợp với những anh những chú mà thích cái form dáng màu sắc trẻ trung. Mã G3, vai 43, bụng 49 và dài 65. Vạt sau thì nó dài hơn vạt trước một xíu các anh các chú ạ. Các anh các chú mà cao tầm khoảng 1m60, 1m63 nhá,
tầm khoảng 1m62 đến 64. Mặc con này rất là đẹp luôn, mã G3, vai 43, bụng 49 và dài 65. Giá 380.000 các anh các chú ạ, 380.000 một em tôm mì. Em lên mã G4 này. Con này thì siêu đẹp luôn các anh các chú ạ. Một em thương hiệu mà cứ lên con nào thì là bán con đó đây. Mã G4 hiệu Milet các anh các chú nhá. Màu xanh than. Cực kỳ đẹp, kiểu dáng nó đơn giản lắm nhưng mà xuất sắc các anh các chú ạ. Toàn bộ cái phần chữ này nó là thêu ạ. Nó có một cái tag cao su ở trước ngực này, tên thương hiệu nhá. Cúc của nó đây. Cúc của nó đều nó có tên thương hiệu luôn này, cái phần cổ của nó. Phần cổ rất là đẹp luôn và cái phần ve chỗ cúc này rất là may, nó kiểu nó tinh tế các anh các chú. Chất phun lạnh, áo của Hàn ạ, màu xanh than. Con này thì mặc lên rất là mát. Chất phun lạnh thì anh các chú mùa hè cứ yên tâm mà mặc thôi, nhất là kiểu thời tiết Sài Gòn hay là ở miền Tây mùa này đúng không ạ? Siêu nắng nóng luôn, hanh khô cực kỳ. Thì mặc những cái chất liệu này cực kỳ mát anh các chú nhá. Mã G4 này. Vai 52, bụng 58 và dài 76. Vai 52, bụng 58 và dài 76. Em này giá 400.000 các anh các chú ạ. Con này thì cái hiệu này cứ lên đến đâu thì em bán tới đó. Mã G4 ạ. Vai 52, bụng 58 và dài 76, 400. Mã G5. Mã G5. Lê Cáp Sport anh các chú ơi. Vai 45, bụng 49 và dài 65. Một em áo màu đen. Đó, chất của nó đây ạ. Chất của nó chất thun nhá. Chất thun nó hơi xốp bề mặt này. Hiệu KS, kiểu Lê Cáp Sport anh các chú ạ. Phần cúc của nó có một cái cúc ba màu rất là đẹp. Có một cái logo thương hiệu ở túi như này, kiểu dáng thì nó rất đơn giản thôi. Đây ạ, size M, size 95 tương đương với size M, áo của Hàn các nhé chú ạ. Và cái phần lườn, đó, nó may cực kỳ đẹp nhá. Mặc những con thế này thì nó rất là đơn giản thôi nhưng nó đẹp lắm. Mã G5, vai 45, bụng 49 và dài 65. Em này giá 350.000 các nhé chú ạ, chất cực kỳ đanh. Màu sắc đơn giản, ai màu đen thì ai cũng có thể mặc rồi. Không giới hạn độ tuổi, không giới hạn phong cách. Mã G5, vai 45, bụng 49 và dài 65, 350.000 ạ. Mã tiếp theo ạ, mã G6 này. Một em giờ North Face các anh các chú ơi, một em giờ North Face màu rêu. Nó là màu rêu đấy ạ, nó màu rêu ghi nhá, chứ không phải màu ghi đâu ạ. Màu rất là đẹp, màu ghi nhá, màu ghi thì nó là tông màu như thế này các anh các chú ạ. Màu ghi nó như thế này. Đây ạ, còn cái màu này nó có ánh rêu tại vì do ánh đèn nó chiếu vào ấy. Cho nên là thực sự là em không thể tả được cái chính xác màu của nó luôn ấy. Màu của nó là màu rêu. Đó. Rồi North Face chất cốt tông tổ ong. Mã G6, vai 49, bụng 57 và dài 69. Vai 49, bụng 57 và dài 69 á. Con này nó bề ngang nó khá là to. Bề ngang khá là to các anh các chú nhá. Này có chữ The North Face ở trước ngực. Toàn bộ cúc của nó cũng có tên thương hiệu luôn các anh các chú ạ. Đây, tag của nó này, có cái đường line có tên thương hiệu khắp cổ luôn các anh các chú ơi. Con này thì có bo tay nhá, bo tay còn rất là ngon này. Và phần đây ạ, vạt áo thì đằng vạt sau nó sẽ dài hơn vạt trước một xíu nhá các anh các chú. Ở phía ở trên này đấy ạ. Ở cái đường xẻ này nó cũng có cái line The North Face này. Con này đẹp. Con này màu rất là khỏe khoắn, nó là màu rêu. Nó là màu rêu nhá, không phải là màu ghi ạ. Mã G6, vai 49, bụng 57 và dài 69, giá 400.000 ạ. Mã G7, một em tôm mì màu hồng cực kỳ đẹp, con này thì độ mới cao vô cùng các anh các chú ạ. Mã G7 này. Vai 47, bụng 52 và dài 72. Vai 47, bụng 52 và dài 72, mã G7. Chất cốt tông cực kỳ mềm mại nhá. Phần tay của nó các anh các chú nhìn cái độ mới của nó đẹp không? Đó, cổ kiểu cái thứ rất là ngon lành. Con này size L các anh các chú ạ, dáng slim fit. Đó. Cúc của nó đây, một em áo tôm mì của Hàn nhé các anh các chú. Tôm mì của Hàn này. Tag rất là đầy đủ. Phía vạt sau thì nó dài hơn vạt trước một xíu đấy ạ. Mã G7, vai 47, bụng 52 và dài 72. Vai 47, bụng 52 và dài 72 ạ. Em này giá 400.000 các anh các chú nhá. 400.000 một em tôm mì 2 finger, độ mới cực kỳ cao. Các anh các chú ơi, như em đã nói rồi đấy ạ. Những cái em hàng hiệu ấy thì nó làm màu sắc nó cũng rất là đặc biệt. Ngoài những cái màu sắc như kiểu là đặc trưng như đen, trắng, đỏ thì nó là hiệu nào nó cũng làm rồi mà nó. Với còn những em hàng hiệu như thế này nhá, phải là con thực sự là thực sự xuất sắc thì em mới lấy những cái màu lạ như thế này. Bởi vì những cái màu như thế này nó cũng kén khách hàng. Tuy nhiên ai mà mặc hợp
thì nó rất là đẹp và sang, nhất là những anh những chú mà mình hay chơi đi chơi golf này, hay là những anh những chú mà mình làm văn phòng ấy thì mặc những con này đảm bảo rất là đẹp. Mã G7, vai 47, bụng 52 và dài 72. Em này giá 400.000 anh nha chú ạ. Mã G8 ạ, mã G8 này, một em này áo thể thao anh nha chú ơi, mình có thể mặc để đi đạp xe, đi tập thể thao này. Mã G8, vai 44, bụng 49 và dài 69. Vai 44, bụng 49 và dài 69 anh nha chú nhá. Một em hiệu của Swift. Đó. Chất nó, những cái con áo mà mình để đây đạp xe này này, nó thấm hút mồ hôi cực kỳ tốt và nó khô nhanh các anh các chú ạ. Mình vận động nhưng mà sau khi mà mình ra mồ hôi một lúc rồi ấy, mình đứng ở chỗ khô thoáng thì nó khô cực kỳ nhanh. Cái này là cổ nó có kéo khóa thôi, những con áo này nó thường là như thế. Ở phía vạt đằng sau nó sẽ dài hơn vạt đằng trước một xíu ạ. Màu sắc cực kỳ đặc biệt luôn. Đó, các anh các chú thấy không ạ? Màu sắc đẹp, vô cùng đẹp. Những anh những chú nào mà hay hay đi đạp xe đấy ạ. Hay đi đạp xe này, hay đi tập thể thao này, hay đi tập gym ấy thì mặc những con này rất là đẹp, màu sắc trẻ trung nhá. Mã G8, vai 44, bụng 49 và dài 69. Vai 44, bụng 49 và dài 69 á. Em này giá 350.000 anh nha chú nhá. 350.000 ạ. Mã G8 á, vai 44, bụng 49 và dài 69. Giá 350.000. Màu sắc đẹp cực kỳ luôn mà chất nó đanh. Những con này các anh các chú mặc mãi luôn đấy. Mã G9 ạ. Vai 48, bụng 57 và dài 73. Một em áo màu trắng Adidas này, mới tinh tình tình các anh các chú ạ. Đây. Đó, chất thể thao nhá. Phía đằng sau của nó đây, phía đằng sau của nó là lớp lớp mà nó rất là thông thoáng đây ạ. Đó. Phía dưới nó cũng có một cái đường ở phía bên lườn ấy, nó là thông khí các anh các chú ạ. Con này độ mới cực kỳ cao luôn, đẹp lắm, màu trắng tinh. Mã G9, vai 48, bụng 57 và dài 73, giá 450.000. Thông thường các em Adidas nhà em bán tầm khoảng 300 350 đến 400. Nhưng những con nó xuất sắc như thế này thì em sẽ bán nó hơn đấy ạ. Đó, tiền nào của nấy, các anh các chú cứ yên tâm mà mua nhá. Em làm giá thì rất là sát rồi. Còn các anh các chú mà so sánh là các bên khác mà bán đồng giá là những cái áo này mà bán 350.000 ấy thì chắc chắn là sẽ có những con nó tương đương hoặc có những con nó không được đẹp bằng đâu. Bởi vì là người ta đã bán đồng giá, người ta sẽ cũng phải là cân đối con nọ bù con kia. Đó. Con này thì rất là đẹp luôn đấy các anh các chú ạ. Xuất sắc, màu trắng tinh. Mã G9, vai 48, bụng 57 và dài 73, 450.000. Mã G10 ạ, một em Nike Dry Fit canh nha chú ơi. Mã G10 này. Vai 47, bụng 54 và dài 72. Vai 47, bụng 54 và dài 72 canh nha chú nhá. Đó, chất của nó là chất thể thao siêu đẹp luôn. Những con này mặc nó lên ý, nó kiểu nó rất là gọn gàng các anh các chú ạ, kiểu dáng nó đơn giản thôi nhưng mà ai cũng có thể mặc, độ tuổi nào có thể mặc được, miễn là các anh các chú mặc vừa thôi. Mã G10, vai 47, bụng 54 và dài 72. Vai 47, bụng 54 và dài 72 nhá. Em này giá 400.000, mã G10, độ mới cực kỳ cao các anh các chú ạ. Mã G11 này, em lên một em hiệu CK Kevin Klein các anh các chú ạ. Mã G11, vai 45, bụng 50 và dài 74. Vai 45, bụng 50 và dài 74 các anh các chú nhá. Phần trước ngực nó có tên theo tên thương hiệu CK các anh các chú ạ. Đó. Cái phần chất của nó là 100% cốt tông, rất là mềm mượt. Phần thân áo đây các anh chú, nó có sẽ có hai loại vải, cái sọc xuống như thế này, trong cái phần thân áo là chất cốt tông tổ ong, còn phần tay và phía bên lườn như thế này nó là chất thun cốt tông các anh chú nhá. Đảm bảo mà con này nó cực kỳ thoáng mát luôn. Đó, màu xanh cũng rất là lạ mắt, màu xanh kiểu màu xanh màu này gọi là màu ghi đá, màu ghi đá các anh chú ạ. Tác của nó đây quá trời là tác luôn đây ạ, rất rất nhiều tác. Đó, em này thì xuất đủ mọi nơi các anh các chú ạ, nhiều tác vô cùng. Tất cả các cúc của nó đây đều có tên thương hiệu này, Kevin Klein Jean. Màu này đẹp lắm, rất là khỏe khoắn. Và con này thì nó có một cái đường đây ạ, một cái đường lai đen ở dọc như thế này. Mã G11, vai 45, bụng 50 và dài 74. Vai 45, bụng 50 và dài 74 nhá. Vạt đằng sau nó sẽ dài hơn vạt đằng trước một xíu ạ. Mã G11,
Em này giá 400.000 các anh chú ạ, 400.000 một em hiệu CK. Những con này hiệu nó đắt đỏ lắm các anh chú ơi. Nó cực kỳ đắt, nó còn đắt hơn cả tôm mì, đắt hơn cả là Lacoste cơ. Mã G11, vai 45, bụng 50 và dài 74, giá 400 ạ. Vừa nói Lacoste có Lacoste luôn. Mã G12 ạ. Vai 46, bụng 51 và dài 67 này, một em Lacoste size 4 anh em chú ơi. Size này là form dáng nó là regular nhé, chứ không phải là form slim fit. Đó, màu đỏ các anh em chú ạ. Màu đỏ. Con này thì là sản xuất ở Hồng Kông các anh em chú ạ. Sản xuất ở Hồng Kông. Xuất đi rất là nhiều nơi luôn. Đó, xuất Hàn, xuất Nhật. Xuất Nga, xuất Indo. Rất nhiều nơi. Mã G12 này. Vai 46, bụng 51 và dài 67. Vai 46, bụng 51 và dài 67 nhá. Cái kiểu dáng thì nguyên duyên cái dòng Lacoste này thì form nào thì kiểu nào nó cũng gần như là giống nhau. Nó chỉ khác nhau ở màu sắc với form thôi. Có con là form regular, có form thì là slim fit. Còn con này thì là form nó regular này, form bình thường. Đó. Mã G12 ạ. Vai 46, bụng 51 và dài 67 ạ. Em này giá 380.000 anh các chú nhá. Mã G12, size số 4 ạ. Vai 46, bụng 51 và dài 67, giá 380.000. Đây, em có một em siêu phẩm của ngày hôm nay các anh các chú ơi. Một em Nike nhưng mà nó đẹp khủng khiếp luôn. Đẹp lắm luôn. Mã G13 này. Vai 50, bụng 60 và dài 71. Vai 50, bụng 60 và dài 71 nhá. Nó là màu ghi. Kiểu dáng thì nó cũng bình thường thôi đúng không ạ? Nhưng mà quan trọng là cái chất liệu. Chất liệu và cái đường may của nó các anh các chú ạ. Anh các chú quan sát nhá. Tất cả cái phần đường may vai này này. Đường may vai này. Thân của nó thì là cũng không có đường may rồi. Thân của nó sẽ không có đường may các anh nhá chú nhá. Nó chỉ có một cái đường duy nhất bên này ở đằng sau lưng này, nhưng mà nó cũng là dán. Những cái em hàng đắt ấy nó cũng rất là lạ như thế. Đây ạ, nó dán toàn bộ cái này thì có cậy nó cũng không ra. Có mặc áo rách thì nó cũng không bao giờ nó bong được cái đường dán này. Đó, cái phần nó chỉ may một số đường thôi. Còn lại như phần vai này, phần thân nó như thế thì nó là dán hết các anh nhá chú ạ. Nó là dán toàn bộ cái phần cổ của nó đây. Chất liệu cũng rất là lạ, nó cũng là cùng cái chất đấy nhưng nó ép với các anh các chú, nó ép và nó ép cứng với phần cổ đó. Đây ạ, anh các chú nhìn này, rất là thông thoáng và đẹp đúng không ạ? Em này đây, Nike Dry Fit các anh các chú nhá, chất siêu đẹp, form khá là to, kiểu lạ nữa các anh các chú ạ. Mã G13, vai 50, bụng 60 và dài 71. Vai 50, bụng 60 và dài 71 nhá. Một em Nike Dry Fit rất là đẹp. Em này giá 500.000 anh nha chú ạ, 500.000 cho em áo này nhá. Siêu đẹp luôn. Bán biết bao nhiêu con áo rồi nhưng mà cái kiểu nó may nó dán như này này. Thỉnh thoảng mới gặp thôi anh nha chú ạ. Cúc của nó thì là cúc bấm anh nha chú nhá, cúc bấm. Siêu đẹp luôn anh nha chú ạ. Tuy nhiên form nó hơi to. Mã G13, vai 50, bụng 60 và dài 71. Em này giá 500.000 ạ. Mã G14, vai 44, bụng 49 và dài 71. Một em hiệu Crocodile các anh chú ơi. Crocodile độ mới cực kỳ cao, chất cốt tông 100%. Đây ạ, nó có cái logo con cá sấu trên túi này. Ở phía ngực, ở trước ngực thì nó có một cái đường lai kẻ như thế này. Toàn bộ cúc của nó có tên thương hiệu Crocodile đây ạ. Cổ của nó cũng là cổ cùng với chất liệu vải áo nhá. Đó, kiểu dáng thì rất là đơn giản thôi, dáng slim fit. Dáng slim fit ạ. Mã G14, vai 44, bụng 49 và dài 71. Em này giá 300 ạ, giá 300 cho một em Crocodile các anh chú nhá. Mã G15, một em Lacoste tiếp theo anh các chú ơi. Con này thì form dáng nó rất là trẻ trung. Những anh những chú nào mà mình thích kiểu trẻ ấy. Tuy nhiên là nếu mà anh chú có tuổi rồi mình không nên mặc cái này nhá. Chỉ các anh còn rất là trẻ thôi, hoặc là mình có thể mua cho con mình, cho cháu mình. Con Lacoste này rất rất đẹp luôn anh các chú ạ. Đó. Mã G15, vai 41, bụng 47 và dài 67. Cái này là áo số 2 này các anh chú ơi. Phần cổ thứ của nó còn rất là đẹp, nó phối màu đỉnh cao luôn. Nó màu cam rồi màu xanh, màu vàng, màu ghi, màu trắng. Đó. Phía đằng sau đây ạ, nó còn thêu cái chữ Lacoste đây các anh chú này. Đây ạ. Đẹp cực kỳ luôn. Con này thì các anh chú ạ, mình mua có thể là mua để tặng.
Còn những anh những chú nào mà thích kiểu trẻ trung thực sự hoặc cái form người nhỏ thì mới mặc được con áo này. Con này nó chỉ là số 2 thôi, mã G15, vai 41, bụng 47 và dài 67 các anh các chú ạ. Em này em bán vì form nó hơi nhỏ cho em bán 400 nghìn. Còn con này mà form to nhá thì chắc chắn em Thanh sẽ phải bán lên đến giá 650 nghìn đến 700. Form này nó nhỏ, mã G15, vai 41, bụng 47 và dài 67. Vạt sau nó dài hơn vạt trước một xíu các anh các chú ạ. Đây, tác của nó đây và có hai cúp sơ cua các anh các chú nhá. Mã G15, vai 41, bụng 47 và dài 67, giá 400 nghìn ạ. Mã G16, vai 47, bụng 54 và dài 73. Một em Adidas Climacool này các anh các chú ơi. Con này thì siêu đẹp luôn, cái chất của nó. Cái chất của nó này các anh các chú. Nó là phối với ba chất liệu luôn. Đây ạ. Phía đằng sau lưng nó cực kỳ thoáng nhá. Phía đằng tay thì nó lại khác một chút xíu, xong phía đằng trước ngực thì nó lại là chất thun trơn. Nó phối rất là đẹp ạ. Đấy, made in Indonesia các anh các chú nhá. Adidas tennis này. Con này là chuyên để dành cho cầu lông tennis đây các anh các chú ơi. Các anh các chú mà mặc đi chơi đi làm thì cũng chẳng gì sao cả. Chỉ có điều là đôi khi nó phân loại ra như thế bởi vì là tùy từng cái chất liệu. Ví dụ con này nó để dành chơi thể thao ấy thì nó sẽ khô mồ hôi rất là nhanh và nó thoáng mát. Còn các anh các chú mà mặc những cái dòng mà chất cốt tông tổ ong ấy thì nó lại thiên về phong cách khác các anh các chú ạ. Đó, có cái lai ba đường kẻ ở tay này. Tay nó cũng đẹp. Kiểu dáng nó rất là trẻ trung, con này độ mới cao lắm. Con này chắc là chỉ bắn tác vào thì nó thành hàng mới luôn, em đảm bảo các anh các chú ạ. Không nhìn thấy một vết xước nào trên con áo này. Không có một vết xước luôn. Độ mới cực kỳ cao. Hiếm nó gặp được một con như thế này các anh các chú ạ. Đây, và có check QR code nhá. Tác của nó đây các anh các chú ạ, tác mới tinh tình tình luôn. Đó, đây này. Mới lắm. Để em xem. Nó là năm bao nhiêu. Con này thì chắc là rất là mới thôi các anh các chú ạ. Mã mã G16 ạ. Con này thì nó mới đến 98-99% luôn. Em bảo rồi, không thấy một cái vết xước vải. Mã G16, vai bụn, vai của nó nhá. Em xin lỗi, vai nó là dáng vai suôn này. Cho nên các anh các chú vai tầm khoảng tầm 50 à, từ 45 đến 50 là mặc được. Vai 45 đến 50, bụng 54 và dài 73, giá 450 nghìn anh các chú ạ. 450 nghìn. Mua mới thì nó phải đắt gấp 3 lần. Gấp 3 lần là nhẹ nhàng các anh các chú ạ. Cho nên là mình đừng so sánh với cái việc là mình so sánh với cái áo mà có thể là so sánh nó rất là vô cùng bởi vì nó hàng cũ. Các anh các chú hãy mua so sánh là mình so sánh một con áo mà mình đi mua mới. Con này đảm bảo bắn tác vào thì nó thành hàng mới. Mã G16, vai 47, bụng 54 và dài 73, giá 450 nghìn. Mã G17, vai 46, bụng 53 và dài 70. Vai 46, bụng 53 và dài 70 các anh các chú ạ. Một em chất, nó là chất thun lạnh và nó có các lỗ thông khí này. Rất là đẹp, màu xanh này thì cũng siêu đẹp các anh các chú nhá. Toàn bộ cúc của nó đây đều có tên thương hiệu PAVV. PAVV các anh các chú ạ, đây này. Đó, phần túi của nó cũng, đây áo nó có túi nhá. Con này thì siêu thông thoáng luôn, áo của Hàn. Giá này 350 nghìn các anh các chú ạ, màu xanh cực kỳ đẹp. Nó không phải là màu xanh than, cũng không phải hẳn là cái màu xanh navy. Nó phối màu đẹp lắm. Mã G17, vai 46, bụng 53 và dài 70 này. Giá 350 nghìn anh chú ạ, siêu mát. Con này thì mặc cứ cảm giác là nó nhiệt độ nó giảm đi mấy độ luôn. Mã G17, vai 46, bụng 53 và dài 70 anh chú ạ. 350 nghìn. Mã G18 ạ. Tôm mì 2 finger các anh các chú ơi, một con tôm mì màu trắng. Mã G18, vai 50, bụng 55 và dài 77. Vai 50, bụng 55 và dài 77 nhá các anh chú. Con này là tôm mì 2 finger size M nhưng mà form giá nó khá là dài. Đó, form nó dài các anh các chú nhá. Màu trắng á, có bo tay và cổ là cổ len. Mã G18, vai 50, bụng 55 và dài 77. Vạt sau nó dài hơn vạt trước đấy ạ. Vạt sau nó dài hơn vạt trước cỡ khoảng 3 cm các anh các chú nhá. Con này giá 350 nghìn anh các chú ạ. Đây, có cúc phụ. Mã G18, vai 50, bụng 55 và dài 77, giá 350 nghìn. Mã G19, vai 50, em xin lỗi ạ. Cái này nó kiểu dáng vai trượt thì phải. Thật ra cái này nó cũng không hẳn là vai trượt, nhưng mà em nghĩ là có lẽ là cái vai nào mình cũng sẽ mặc vừa. Đó, quan trọng là phần bụng với chiều dài thôi. Vai cỡ khoảng tầm 45,
45 đến 52 đều mặc vừa nhá. Vai 45 đến 52, bụng 56 và dài 69. Con này một em hiệu The North Face. Chất nó siêu đỉnh các anh các chú ạ. Nó cũng không phải là chất thể thao, không phải chất cốt tông tổ ong, cũng không phải thun lạnh. Rất rất khó tả luôn các anh các chú ơi. Đây có tên thương hiệu The North Face ở áo này. Đó. Em áo này để em xem, chắc là của Hàn. Áo này của Hàn các anh các chú ạ. Con này chất nó khá dày dặn đấy, nó khá dày dặn và nó khá là đanh áo nhá. Cái này thì nó không phải cài cúc mà nó kéo khóa các anh các chú ạ. Một em The North Face G19, vai 45 đến 52, bụng 56 và dài 69. Em này giá 450.000 các anh các chú ạ, 450.000. Màu của nó là màu ghi kẻ đen, màu ghi kẻ đen chứ không phải là màu đen hết. Rất là đẹp luôn, ở ngoài ấy nó còn đẹp hơn ở trên camera các anh các chú nhá. Mã G19, vai 50, bụng 56 và dài 69 này, một em The North Face, giá 450.000. Mã G20 ạ. Vai 46, bụng 52 và dài 71. Vai 46, bụng 52 và dài 71 anh các chú ơi. Em này là hiệu một em áo của dòng gốc, chất thun lạnh này, mát rười rượi luôn. Màu xanh than anh các chú ạ. Em này giá 300.000 nhá. Nó mát lắm, áo của Hàn, mát rượi. Mã G20, vai 46, bụng 52 và dài 71, giá 300. Mã G21 ạ. Vai 48, bụng 52 và dài 72. Một em Gianni Valentino của Ý các anh các chú ạ. Phần áo của nó này, nó là màu ghi nhá. Nó là kẻ ghi có kẻ. Áo có túi ngực và có tên thương hiệu ở trước túi. Toàn bộ cúc của nó cũng đều có tên thương hiệu Gianni Valentino. Đó, của Ý đây. Cổ len, rất là đẹp. Tay nó không có bo các anh các chú ạ. Màu này thì đẹp lắm. Nhưng anh các chú mà tầm khoảng 45-50 tuổi trở lên nhá, nên mặc những cái tông màu sắc như thế này, đảm bảo sang, cực kỳ sang luôn. Mã G21, vai 48, bụng 52 và dài 72. Em này giá 350.000 anh em chú ạ. Siêu sang, siêu đẹp luôn. Cái này cái móc của em ấy nó hơi bị nhỏ, cho nên là nó không lên được form. Còn nó lên form thì đẹp lắm luôn. Đó anh em chú ơi. Nó là kiểu, nó không phải là kiểu kẻ nổi hẳn đâu. Mà đây ạ, nó cái tông của màu của nó chỉ hơi lệch một xíu. Sau nó có cái đường kẻ đen, kẻ trắng này. Rất là đơn giản thôi, nhưng mà đảm bảo cực kỳ sang. Mã G21, vai 48, bụng 52 và dài 72, giá 350.000 ạ. Vạt sau dài hơn vạt trước một xíu. Anh em chú ơi, em có một con luxury. Anh em chú mà đang theo dõi nhá, phải tập trung ở con này. Form nó, tuy nhiên form nó hơi nhỏ. Mã G22, đây ạ. Anh em chú ơi, Louis Vuitton đây ạ. LV đấy ạ. Đấy, LV là người ta gọi tắt như thế. Đó, cái màu của nó. Màu của nó nhá, nó là màu xanh than, khối màu đỏ đô này, cổ màu trắng các anh chú nhìn đây. Đó. Không hề có dấu vết là bị bẩn gì cả đâu các anh chú ơi. Con này khá là ok đấy, với những con một con hàng hiệu mà người ta giữ gìn được như thế này thì thực sự là rất là khó. Bởi vì thường là những con hàng hiệu ấy nó đổi ra quy đổi ra tiền Việt. Con này thì em thấy là những cái con mà của LV này này thì giá nó dao động từ tầm 20 mấy triệu đến 30 mấy triệu. Nó rất rất mắc luôn, nó rất mắc tiền các anh các chú ạ. Đây ạ. Đẹp lắm luôn. Kiểu dáng thì nó nhỏ thôi, form nó nhỏ lắm. Cái màu của nó nhá, nó là màu xanh than. Tuy nhiên cái này nó cũng không phải là bị bạc nó màu như thế đâu, mà là màu nguyên bản của nó cũng là cái màu xanh than. Mà cái tông của nó nhạt ấy, chứ không phải là cái tông đậm các anh các chú ạ. Chứ nếu mà người ta mặc lâu rồi mà nó cũ quá rồi thì cái phần tay này này nó phải bay, phải rão ra cơ, chứ không phải được như thế này đâu. Đó, con này thì đẹp lắm. Một em mà là thương hiệu của Pháp, Louis Vuitton của Pháp, nhưng mà nó lại, em này thì được sản xuất ở Nhật các anh các chú ạ. Sản xuất ở Nhật nhá, cho nên là cái giá thì nó tất nhiên là sẽ tốt hơn nếu mà mình mua những cái hàng mà sản xuất ở Pháp. Tuy nhiên nó cũng không hề rẻ, nó cũng đều là tiền chục triệu trở lên cả các anh các chú ạ. Đó, một em hàng hiệu hôm nay em có đây. Thực sự là khi mà mở ra thì mình đi lấy hàng ấy, mà lấy được những em này thì vui mừng cực kỳ luôn. Đó, đẹp xuất sắc các anh các chú ạ, hàng Louis Vuitton. Mã G22 này, vai 45, bụng 49 và dài 68. Vai 45, bụng 49 và dài 68. Hôm trước mà em có cái con Hermès ấy, trời ơi, quá trời các anh các chú hỏi cho đến tận ngày sáng hôm nay vẫn có khách hỏi đấy. Vì form đấy thực sự là nó rất là vừa phải so với các anh các chú. Còn con này thì form nó sẽ nhỏ hơn nhá. Mã G22, vai 45, bụng 49 và dài 68, dáng slim fit.
Em này em bán sẽ bán với giá là 1 triệu 700 nghìn anh nha chú ạ. 1 triệu 700 nghìn. Nếu mà con này form nó to hơn ý, bụng nó không phải là 49 này, bụng nó mà lên đến 50 mấy thì chắc chắn em Thanh sẽ bán tầm 2 triệu rưỡi chứ không phải 1 triệu 7 đâu. Đó. Xuất sắc luôn anh nha chú ạ. Mã G22, vai 45, bụng 49 và dài 68, giá 1 triệu 7 ạ. Giá 1 triệu 7 các anh nha chú nhá. Mã G23, vai 48, bụng 53 và dài 69. Một em Thomas Hardy anh nha chú ơi. Nó là tông màu vàng, nó tông màu vàng có họa tiết đây ạ. Đó, áo có túi ngực nhá. Chất 100% cotton mã G23, vai 48, bụng 53 và dài 69, giá 300.000 anh nha chú ạ. Chất cotton mát rượi. Mã G23, vai 48, bụng 53 và dài 69, em của Hàn này, giá 300.000 ạ. Em lên một em Nike Gop, một em Nike Gop màu đen các anh chú ơi. Mã G24, vai 52, bụng 57 và dài 72. Vai 52, bụng 57 và dài 72 ạ. Con này độ mới rất là cao. Các anh chú nhìn quan sát phần cổ của nó đây. Thực sự là những cái con mà dòng Gop ý thì thường nó độ mới nó cực kỳ cao. Như em vẫn giải thích rồi đấy ạ. Đó. Có cái logo trước ngực này. Kiểu dáng thì nó đơn giản thôi. Nó không hề cầu kỳ nhưng mà chất nó đẹp. Chất nó rất rất đẹp các anh các chú ạ. Mã G24, vai 52, bụng 57 và dài 72. Tác của nó đây các anh các chú ạ. Mã G24, vai 52, bụng 57 và dài 72. Một em Nike Gop. Em này giá là 400.000 anh các chú nhá, 400.000. Độ mới cực kỳ cao. Mã G24, vai 52, bụng 57 và dài 72, giá 400. Em lên một con Nike Gop tiếp theo anh chú ơi, màu cà rốt. Màu màu nó là màu đỏ cam ý, mã G25. Vai 46, bụng 51 và dài 70. Vai 46, bụng 51 và dài 70 đây ạ, một em hiệu Nike Gop anh chú nhá. Đó, màu cam. Những chú mà hay chơi thể thao ấy, mình có thể mặc những cái tông màu như thế này các anh các chú ạ. Rất là đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Có những anh những chú thì chuyên mặc những tông màu trắng đen thôi, còn những anh những chú thì lại thích những tông màu nổi bật như thế này, tùy theo gu của các anh các chú nhá. Chất đẹp lắm. Ô, cái này nó hơi bị xước một tí em cắt đi là được thôi. Mã G25 này, vai 46, bụng 51 và dài 70, giá 380 nghìn ạ. Mã G26, vai 47, bụng 55 và dài 73. Một em áo màu xanh ạ, một em áo màu xanh hiệu Spiller. Đó. Màu xanh chất siêu đẹp anh nha chú ạ. Con này ấy thì nó chất nó cũng không phải là hẳn chất thể thao, nó không hẳn chất thun lạnh đâu. Nó dày như chất thể thao và nó mát như chất thun lạnh. Đó, chất liệu của nó là như thế. Đây, áo có cái logo trước ngực như thế này nhá anh nha chú. Độ mới cực kỳ cao luôn. Form dáng slim fit gọn gàng. Đó. Mã G26, vai 47, bụng 55 và dài 73. Em này giá 400.000 anh nha chú ạ, 400.000. Mã G26. Tiếp theo em lên mã G27. Vai 46, bụng 50 và dài 71. Một em áo Haji Gop anh chú ạ, mà chất nó là chất thun lạnh. Lần đầu tiên từ đầu mùa tới giờ em bán được một con Haji chất thun lạnh như thế này. Bình thường nó là Haji chất cotton tổ ong đúng không ạ? Hôm nay là Haji Gop lại chất thun lạnh. Độ mới cực kỳ cao, con này nó gần như là hàng mới luôn. Siêu VIP, siêu đẹp anh chú ạ, mà nó phối màu này, đẹp lắm. Toàn bộ cúc của nó có tên thương hiệu Haji nhá. Size của nó size 95, tương đương với lại cả size M các anh chú ạ. Đẹp cực kỳ đẹp, mã G27. Vai 46, bụng 50 và dài 71. Em này giá em bán giá 500 nghìn ạ, 500 nghìn. Bình thường mà những cái con kia ấy, em bán tầm khoảng 380 đến 400. Thì nhưng mà hôm nay cái con này nó phải nói là cực phẩm của cực phẩm luôn. Chưa từng kênh nhà em có con này. Mã G27. Vai 46, bụng 50 và dài 71 nhá. Con này siêu co giãn anh chú này. Anh nha chú ơi, đẹp cực kỳ luôn. Mã G27 ạ, vai 46 bụng 5, kể cả vai các anh nha chú mà 47 48 nhá mặc vẫn ok luôn ấy, bởi vì nó cái vải cái chất vải nó co giãn rất là đẹp. Mã G27, vai 46 bụng 50 dài 71, giá 500 nghìn. Đừng tiếc tiền mua con này các anh nha chú ạ. Quan trọng là mình mặc vừa hay không thôi. Mua mới nó tầm khoảng 6 đến 8 triệu gì đó. Mã G28 này, vai 47 bụng 51 và dài 69. Vai 47, bụng 51 và dài 69. Một em cũng là dòng cổ gốc đây các anh chú ạ. Đó.
màu xanh nhá, màu xanh có phối với lại cúc màu cam và phối một chút xíu ở tay ở cổ màu cam. Chất thun lạnh này, màu xanh này thì siêu đẹp luôn ấy. Nó không phải là cái màu xanh navy. Đó, màu xanh này thì nó rất là đẹp và trông nó khỏe khoắn. Mà nó lạ mắt nữa các anh chú ạ, à, mã G28, vai 47, bụng 51 và dài 69 nhá. Em áo của Hàn này các anh chú ơi. Đó, cái này đây cúc của nó đây ạ, Sport Gold. Em này giá 300.000 các anh chú nhá. Siêu đẹp, mã G28, vai 47, bụng 51 và dài 69, giá 300 ạ. Mã G29, vai 48, bụng 54 và dài 73. Một em Henry Cotton gốp các anh chú ạ, cũng là một dòng gốp. Chất của nó đây. Đó, chất 100% cotton nhá, chất rất là đanh, màu trắng tinh tinh tinh. Có cái logo ở trước ngực như thế này ạ. Cúc của nó đây, phần phần cúc trên đây ạ, nó là cái cúc nó rất là sắc màu đẹp. Size của nó là size 105. Nhưng mà anh chú cứ theo thông số thôi, bởi vì là mỗi một hãng thì nó có thông số khác nhau. Mã G29, vai 48, bụng 54 và dài 73. Em này giá 350.000 các anh chú ạ. 350.000, màu trắng tinh hình tình các anh chú nhá. Đây, tác rất là mới. Mã G29, vai 48, bụng 54 và dài 73, 350.000. Mã G30 ạ. Vai 46, bụng 52 và dài 67. Vai 46, bụng 52 và dài 67 các anh chú ơi. Một em áo hiệu của Fantech đó, kiểu dáng nó rất đơn giản thôi, màu sắc cũng phối kiểu màu cơ tông, màu cơ bản, màu đen và màu ghi, cực kỳ dễ mặc. G30, vai 46, bụng 52 và dài 67. Em này giá 350.000 anh em chú nhá, 350.000. Em áo của Hàn Quốc, chất chất nó đây, chất nó rất là thoáng, thoáng lắm các anh em chú ơi. Nhìn này, đó, mã G30, vai 46, bụng 52 và dài 67, giá 350.000. Một em Nike Gold tiếp theo các anh em chú ạ. Mã G31 này. Vai 45, bụng 50 và dài 67. Vai 45, bụng 50 và dài 67. Màu trắng tinh anh em chú nhá. Đó. Cái phần nó logo nó thêu này các anh em chú ơi. Cái phần tag ở cổ ấy thì nó là in cho nên là nó cũng bị hơi mờ một xíu. Còn đây, tag của nó đây các anh em chú ạ, một em áo của Hàn Quốc. Màu trắng tinh nhá. Mã G31 này. Em đo lại cái vai một chút xíu các anh các chú ạ. Em thấy là có vẻ nó to hơn là 45 đấy. Vai 46 các anh các chú, vai 45. Vai 46 các anh các chú ạ. Vai 46 bụng 50 và dài 67. Vai 46 bụng 50 và dài 67 ạ, chất cốt tông thể thao này. Mới tinh hình tình luôn ấy. Rất là mới, không hề một vết bẩn. Mã G31 ạ. Vai 46, bụng 50 và dài 67. Em này giá 400 các anh các chú ạ. Một em Adidas, mã G32, chất thể thao ạ. Vai 45, bụng 52 và dài 68. Vai 45, bụng 52 và dài 68 các anh các chú nhá. Nó là chất thể thao có phối ở hai bên, là chất nó có thông khí như thế này ạ. Đó, kiểu dáng cực kỳ trẻ trung các anh các chú ơi. Adidas, Adidas Klima 365 nhá. Size của nó là size 95, chất thể thao ạ. Con này thì mặc nó rất là dễ mặc và khỏe khoắn ý. Anh em chú mà hay chơi cầu lông tennis này, chơi thể thao ấy, thì mình có thể mặc những con như thế này. Chất của nó là chất thể thao, nó cũng khá là dày dặn, nhưng mà nó thấm hút mồ hôi tốt và nó rất là khô nhanh luôn. Mã G32, vai 45, bụng 52 và dài 68. Vai 45, bụng 52 và dài 68 á. Mã G32, em này giá 300.000 nha các anh chú, 300.000. Em lên mã G33, vai 48, bụng 55 và dài 70. Vai 48, bụng 55 và dài 70 các anh các chú ạ. Chất thun lạnh của Hàn. Đó, con này nó là màu ghi này, phối với màu xanh than. Tay của nó độ mới cực kỳ cao ạ, cổ cổ mới lắm. Đó, chất thun lạnh siêu đẹp luôn. Hai cái màu này thì rất là dễ mặc rồi, nó phối với nhau, nó nhã nhặn ấy, đẹp lắm các anh các chú ạ. Mã G33, vai 48, bụng 55 và dài 70 này. Vai 48, bụng 55 và dài 70. Một em áo thun co giãn của Hàn. Thun, thun lạnh em nhầm. Thun nào nó co giãn rồi, nói lộn đấy các anh các chú ạ. Đó, tác cực kỳ mới nhá. Mã G33, vai 48, bụng 55 và dài 70. Giá là 350.000 các anh các chú ạ. Con này thì siêu đẹp các anh các chú ơi. Mã G34 này. Vai 47, bụng 50 và dài 69. Vai 47, bụng 50 và dài 69. Một em hiệu Pink.
rất là đẹp luôn ấy, màu của nó là màu ghi xanh này, phối với lại màu xanh này, màu xanh cái phần này chất của nó là chất cotton mà nó là thun lạnh ấy, nó là thun lạnh chứ, nó là thun lạnh mà có thông hơi. Phần cổ của nó là màu ghi nhá, độ mới cực kỳ cao luôn. Mát rượi. Cúc của nó đây ạ. Đẹp, vô cùng đẹp. Đó, nó có hai túi này. Đây ạ. Phần cúc của nó đều có tên thương hiệu Pink ở đây ạ. Nó có một cái logo in ở trên tay này. Chất mát, nhẹ. Mặc con này thì siêu chất luôn ý. Em áo này cái hiệu này nó của Hàn rồi các anh các chú ạ. Đẹp không? Rất là trẻ trung. Mặc con này thì nó mát rượi rượi luôn các anh các chú ơi. Đi chơi golf hay là đi chơi thể thao rồi là các anh các chú mình đi làm, đi du lịch đều mặc có thể mặc tông màu này nhá. Mã G34, vai 47, bụng 50 và dài 69. Một em hiệu của Pink. Rất đắt đỏ luôn. Giá 400 nghìn. Mã G35. G35 một em Lacoste anh em chú ạ. Một em áo Lacoste màu vàng. Đây ạ. Mã G35. Con này là size 3 các anh em chú ạ. Vai 43, bụng 48 và dài 66. Vai 43, bụng 48 và dài 66 nhá. Form của nó là form slim fit các anh em chú ạ. Made in France, France đây ạ. Con này sản xuất tại Pháp luôn. Đó, chứ không phải là hàng sản xuất ở Nhật hay là ở Hàn, đúng không ạ? Con này thì là chuẩn của Pháp luôn đấy ạ. Toàn tên của nó thì là toàn là tiếng Anh với cả tiếng Pháp anh nha chú ạ, nó toàn là tiếng Pháp chứ. Tiếng Pháp một bên này, tiếng Anh một bên này. Đây ạ, Made in France anh nha chú nhá. Rất là xịn sò luôn. Chuẩn, hàng chuẩn sản xuất tại Pháp đây. Mã G35, vai 43, bụng 48 và dài 66. Vai 43, bụng 48 và dài 66. Một em Lacoste màu vàng. Màu vàng này nó là màu vàng nhạt, nó không phải là những tông màu vàng đậm, rất là dễ mặc thôi các anh chú ạ. Nó giống như cái màu của lông gà con ấy. Đó, con này thì siêu đẹp luôn ấy. Con này giá 500 các anh chú nhá, mã G35. Vai 43, bụng 48 và dài 66 này. Em này giá 500 ạ, một em sản xuất ở Pháp luôn. Mã G35, vai 43, bụng 48 và dài 66, giá 500. Mã G36, vai 49, bụng 52 và dài 73. Vai 49, bụng 52 và dài 73 là một em áo họa tiết kiểu 3D các anh các chú. Màu của nó là màu xanh than phối màu trắng đấy ạ. Áo có túi ngực Lucen, hiệu của nó là hiệu Lucen các anh các chú nhá. Toàn bộ cúc của nó tên thương hiệu Lucen. Áo của Hàn này, độ mới cực kỳ cao các anh các chú ơi. Đó. Con này chất mát rượi, các anh các chú mà tầm khoảng 50 tuổi trở lên có thể mặc những cái tông màu như thế này, họa tiết như thế này. Mã G36 ạ. Vai 49, bụng 52 và dài 73. Giá 350.000 anh chú nhá, mát lắm luôn. Mặc con này rất là sang, cực kỳ sang. Mã G36, vai 49, bụng 52 và dài 73. Giá 350.000. Em Thanh lên mã G37 ạ. G37 này. Vai 51, bụng 58 và dài 73. Vai 51, bụng 58 và dài 73. Một em chất thun lạnh hiệu của Roberto các anh nhá chú ạ. Mà chất của nó này mỏng mát mà nó không kiểu bị rão ra đâu, rất là đanh tay luôn ấy. Đó, anh chú ơi, nó là kiểu áo họa tiết ngang này này. Khó tả cực kỳ luôn. Có cái logo nhá, có logo của Roberto ở ngực như thế này, nó là cao su. Kiểu dáng nó rất là đơn giản thôi. Đó, nó chỉ cái màu của nó không phải là cái màu ghi trơn ấy, anh chú ạ, đẹp lắm. Mã G37, vai 51, bụng 58 và dài 73. Em này giá 350 nghìn ạ. Mã G38 ạ. Vai 53, bụng 58 và dài 70. Vai 53, bụng 58 và dài 70. Con này thì form rất là to này các anh chú ơi. Nó có cái logo. Logo đây ạ, logo tennis, cầm vợt tennis ấy, à, cầm vợt cầu lông chứ em nhầm. Đó, thêu toàn bộ trước ngực nhá. Con này ấy, nó không phải là màu xanh trơn đâu, mà đây này, nó có cái chấm bi chìm. Nó có chấm bi chìm các anh chú ạ. Cực kỳ đẹp các anh chú, không biết nhìn qua màn hình có thấy không? Đó, hiệu của nó là hiệu Custom đấy ạ. Custom các anh chú nhá. Chất thể thao rất là đẹp luôn ấy, màu xanh. Con này các anh chú mà hay chơi thể thao cầu lông tennis này, mặc cực kỳ hợp, cái chất liệu này của nó thấm hút mồ hôi tốt các anh chú ạ. Mã G38, vai 53, bụng 58 và dài 70 này. Vai 53, bụng 58 và dài 70. Em này giá 350 nghìn các anh chú nhá. 350 nghìn, chất đẹp, độ mới cao. Ôi ôi. Em có con này này, siêu đẹp luôn. Siêu siêu đẹp. Bán không biết bao nhiêu con hiệu Lê Cáp rồi. Nhưng mà phải nói là con này là xuất sắc nhất trong các con xuất sắc đây các anh chú ạ. Này, màu của nó là màu ghi.
nhưng mà nó phối đấy ạ, nó phối với lại cái màu mà đây, màu này gọi là màu màu gì nhỉ, tự nhiên bị lú anh chú ạ, màu xanh cốm, màu xanh cốm đó, với phối màu xanh cốm đây ông này. Mà cái chất của nó phải nói nó đẹp không thể tả được, nó cũng là chất thun lạnh, nó cũng là chất thun lạnh giống các áo thun lạnh khác trước kia, nhưng mà sao một cái chất của nó rất rất đẹp luôn anh chú ạ. Con này đẹp xuất sắc đây này, anh chú nhìn thấy không ạ, nó còn lỗ thông hơi này đó, độ mới cực kỳ cao luôn. Tất cả các cúc của nó đều có tên thương hiệu nhá, KF này đây ạ, KF nó là chữ Lê Cáp ý, sao nó viết chữ KF này, Cáp ở đây này các anh chú, phối cực kỳ đỉnh luôn, độ mới cao. Con này thì cũng như là bán tác vào thì nó thành hàng mới luôn, đẹp xuất sắc. Con này mặc thì mát rượi rồi, không phải bàn đâu. Đây ạ, tác tiếp cái thứ còn mới, không bị mờ một tí nào các anh chú nhá. Có một cúc phụ đi kèm phần phía vai của nó này, nó phối một chút xíu thôi mà nó cảm giác là cái áo nó nổi bật luôn, mà rất là đẹp trẻ trung. Con này mã G39, vai 47, bụng 54 và dài 73. Em này giá 450.000 anh chú nhá, 450.000. Thông thường mà những cái con mà lê cáp này thì em thanh bán cỡ khoảng tầm 350 đến 400.000 là cùng. Như hôm nay con này ạ, siêu, nó là kiểu là siêu đẳng cấp luôn ý, em bán 450.000. Mã G39, vai 47, bụng 54 và dài 73. Mã G40 ạ, một em The North Face, đặt để đạp xe này các anh các chú ơi. Một em The North Face rất là trẻ trung. Phần trên vai này nó phối một chút xíu với chất liệu như là chất liệu gió gió thun đấy các anh các chú ạ. Đó, còn áo thì chủ yếu tông màu là tông màu xanh navy, có phối với những cái đường line của nó đây ạ. Nó là đường line là màu xanh cốm nhá. Độ mới cực kỳ cao. Những cái chất như thế này thường nó cũng khá là hay xước ấy, nhưng con này thì rất là ok đấy các anh các chú ạ. Độ mới cực kỳ cao luôn, một em hiệu The North Face. Form thì nó nhỏ các anh chú nhá. Mã G40, vai 42, bụng 47 và dài 63. Vai 42, bụng 47 và dài 63 các anh chú ơi. Tuy nhiên là mặc cái anh chú mặc đạp xe ấy, mình mặc lên mặc những cái em áo body như thế này này, mặc để nó không bị cản gió, nó rất là dễ chịu này, rồi thấm hút mồ hôi đúng không ạ? Mặc con này thì lên siêu chất, siêu vip luôn các anh chú ạ. Đẹp lắm. Cho các anh chú mà hay đi tập thể dục này, đi đạp xe đấy ạ. Đó, kéo khóa nhá. Phần dưới này nó cũng là chất gió này các anh các chú ơi. Đây, một em áo size S này, câu mắt. Câu mắt này của The North Face, áo của Hàn đấy các anh các chú ạ. Xịn sò cực kỳ luôn. Mã G40. Vai 42, bụng 47 và dài 63 các anh các chú ơi. Vai 42 ấy, nhưng mà các anh các chú mà mình đi đạp xe thì mặc nó ôm mà. Mình bình thường mình mặc những cái áo thun kia vai đến 40 3, 4, 4, 45 ấy, thì mặc con này vẫn ok đấy ạ. Đây này, nó có độ co giãn mà các anh nha chú. Mã G40, vai 42, bụng 47 và dài 63 nhá. Giá 400.000 một em hiệu số Not Face đạp, để đạp xe này các anh nha chú ơi. Mua giá tầm bằng 1 phần 4, 1 phần 5 so với thông thường. Mã G41 ạ, vai 49, bụng 57 và dài 68, một em hiệu Converse các anh nha chú ơi. Một em hàng hiệu Converse, toàn bộ cái logo nó thêu hết ở trước ngực như thế này. Áo nó có hai cổ nhá, một cổ là cổ sơ mi, một cổ là cổ len anh nhá chú ạ. Hiệu Converse size XL. Size XL. Đó. Em áo này là cũng là của Nhật, em áo này thì là của Nhật. Mã G41 ạ, vai 49, bụng 56 và dài 68, một em Converse của Nhật. Giá 380.000. 380.000, form dáng này thì rất là dễ mặc kiểu dáng trẻ trung. Mã G41, vai 49, bụng 56 và dài 68 ạ. Và dài 68 nhá. Có số 08 ở bên tay như thế này các anh chú ạ. Kiểu giá cực kỳ trẻ trung, những cái dòng Converse này thì nó rất là trẻ. Giá 380.000. Em lên một con polo đắp lâu lần này các anh chú ơi. Siêu mới luôn, mã G42. Vai 47, bụng 53 và dài 72. Một em hiệu polo đắp lâu lần. Một hình con hình kỵ sĩ ở trước ngực này, rất là to. Nó thêu toàn bộ nhá. Màu đỏ, các anh chú nhìn cái phần cổ của nó đây. Những cái dòng mà của polo lắp lâu lần ấy, nếu mà mặc lâu rồi thì nó thường bị xù xù nhẹ ở phần cổ hoặc là nó sẽ bị bạc. Còn con này các anh chú quan sát đây, độ mới cực kỳ cao luôn. Con này mới, rất là mới luôn ấy ạ. Made in Indonesia các anh chú ạ. Mã G42 này, vai 47, bụng 53 và dài 72 nhá. Và đặc trưng đây, đặc trưng của nó đây, và sau sẽ dài hơn và trước. Mã G42, vai 47, bụng 53 và dài 72, giá 400.000 các anh chú ạ. Và có số 3 ở phía tay này. Con này độ mới cực kỳ cao luôn.
Chưa bao giờ em bán một con polo lắp lau lần nó độ mới cao như thế này. Hôm nay em lên cái video này thì đúng là siêu VIP của VIP luôn ấy. Mã G42, vai 47, bụng 53 và dài 72, giá 400 nghìn. Mã G43, G43 này. Indian Gold. Vai 49, bụng 59 và dài 75. Vai 49, bụng 59 và dài 75 các anh chú nhá. Đó là phía đằng trước nó là kẻ này. Nó có cái logo ở thương logo trước ngực như thế này các anh em chú ơi, Indian Gold này. Đó. Nó là màu xanh than nhá, nó màu xanh than và có kẻ đây ạ. Kẻ trắng này, có một chút xíu phối với màu vàng nữa. Độ mới cực kỳ cao. Con này thì là dòng Gold cho nên chất liệu của nó rất là mát mẻ, cực kỳ thoáng các anh em chú ạ. Màu cũng sang nữa. Những cái con dòng Gold ý, một là sẽ theo xu hướng phong cách là gọn gàng trẻ trung, vì nó thuộc thuộc vào độ tuổi các anh em chú ạ. Nhưng mà tuy nhiên tất cả những dòng gốc thì em thấy nó kiểu theo phong cách là trông đã thấy xịn sò rồi, nhìn đã toát lên cái vẻ xịn rồi các anh em chú ạ. Con này thì nó sẽ là thiên hướng về sang các anh em chú ngoài 50 tuổi nhá. Con này dành cho các anh em chú ngoài 50 tuổi mình mới nên mặc. Mã G43, vai 49, bụng 59 và dài 75. Em này giá 350 nghìn các anh em chú ạ. Mã G43, vai 49, bụng 59 và dài 75. Giá 350 nghìn. G43, vai 49, bụng 59, dài 75 ạ, 350.000. Mã G44, vai 47, bụng 51 và dài 66, một em hiệu cây Swift, màu xanh navy các anh chú ạ, màu xanh navy nhá. Độ mới cũng khá là cao các anh chú nhìn phần cổ này. Đó, chất của nó là chất cốt tông tổ ong và có tên thương hiệu thêu cây Swift ở trước ngực như thế này. Toàn bộ cúc của nó cũng có tên thương hiệu các anh chú ạ. Màu xanh navy. Áo thì cây Swift thì nó là một thương hiệu của Hàn rồi. Mã G44, vai 47, bụng 51 và dài 66. Em này giá 350 nghìn anh em chú ạ. Mã G44, vai 47, bụng 51 và dài 66, giá 350 nghìn ạ. Đây đây, lại là một em Winston tiếp theo đẹp ngang ngửa so với cái con Winston hôm trước em lên. Hôm trước là lên là con màu đen ấy, không biết anh em chú còn nhớ không, biết bao nhiêu anh nhiêu chú hỏi đây. Hôm nay thì có một con nhá, hôm nay có một con tiếp theo. Con này là G45. G45 này. Vai 47, bụng 52 và dài 69. Vai 47, bụng 52 và dài 69 các anh em chú ạ. Nó là màu ghi không phải màu ghi nhỉ. Cái này gọi là màu xám đen ấy. Và có chữ này, chữ của nó phối màu cam. Cúc của nó cũng thế, cúc của nó cũng phối màu cam có tên thương hiệu này, nhìn cực kỳ xịn sò luôn đó. Phần này cũng màu cam, nó phối màu thực sự nó rất tinh tế các anh em chú ạ. Độ mới vô cùng cao luôn. Đây, Winston nhá, chữ Winston này nó cũng bằng cái tác cao su ấy, nhưng mà cái cậy nó cũng chẳng ra đâu các anh em chú ạ. Phía đằng sau lưng đây ạ. Đó. Đẹp lắm. Mã G45, vai 46, bụng 52 và dài 69 á. Vai 46, bụng 52 và dài 69. Con này trên cái nền vải của nó cũng không có một vết xước nào luôn. Độ mới cực kỳ cao, em nghĩ là chắc là họ mặc được một hai lần gì đó. Độ mới cực kỳ cao luôn. Mã G45 này. Vai 46 bụng vai 47 bụng 52 và dài 69 á. Vai 47 bụng 52 và dài 69. Một em Winston rất là đẹp. Giá 450 nghìn các anh chú ạ, mã G45. Vai 46 bụng 52 và dài 69 450 nghìn. Mã G46 á. Em này thì là form của nữ các anh chú ạ. Form này là form của nữ nhá. Các anh chú mình mua cho mình mua tặng người nhà này, hoặc là mua tặng bà xã rồi, hay là có con cái lớn ấy thì mình có thể mua tặng, cực kỳ đẹp luôn. Con này thì em mặc nó hơi bị rộng cho nên em không lấy mặc thôi, còn nếu mà em mặc vừa chắc chắn em sẽ lấy. Con này là hiệu của Tommy NY các anh chú, Tommy New York. Nó được sản xuất bởi công ty đây ạ, Mazatic anh chú nhá, một cái công đây ạ, nó một công ty mà của Mỹ này. Đó, nó chuyên sản xuất về cái dòng quần áo thời trang cực kỳ xịn sò luôn. Toàn bộ cúc của nó thì vẫn có là tên thương hiệu Tommy. Đó. Nó có thêu chữ NY này, là viết tắt của chữ New York ấy các anh chú. Màu ghi, nó là màu ghi sáng và có kẻ ngang là màu trắng. Màu đẹp lắm, màu này mặc cực kỳ khỏe khoắn luôn. Có tag đây. Con tag của nó thì là tag của Nhật các anh chú ạ. Và cái vạt đằng sau nhé thì sẽ dài hơn vạt đằng trước một xíu. Form này thì nó là mã G à, mã này nó là size M.
G46, vai 41, bụng 43 và dài 67 này. G46 á, vai 41, bụng 43 và dài 67. Giá 350.000 các anh chú nhá. Anh chú mình có thể check cái con này. Con này mà mua mới ấy, giá nó tầm khoảng 3 triệu, trên dưới 3 triệu các anh chú ạ. Mà con này độ mới cực kỳ cao luôn. Con này đúng là em nói thật luôn ấy, nếu mà em mặc vừa thì chẳng em để mặc. Tuy nhiên con này mà các chị mà cao tầm khoảng 1m6 trở lên nhá. Cao tầm khoảng 1m6 trở lên mà nặng cỡ khoảng tầm 50 cân ấy thì là sẽ 50 cân đến 55 cân là mặc đẹp. Còn người em vì là em nhỏ mà lại còn thấp nữa. Em cao có 1m56 thôi mà em lại rất là nhỏ không mặc vừa thôi. Mã G46, vai 41, bụng 43 và dài 67 ạ. Em này giá 350.000 nhá, quá rẻ luôn đấy các anh các chú ạ. Mình mua cho người nhà mình. Mã G47 ạ. Một em áo mà để chơi thể thao với để đạp xe đây. Con này thì màu sắc nó rất là trẻ trung với nhiều tông màu. Mã G47. Vai 47, bụng 53 và dài 74. Vai 47, bụng 53 và dài 74. Con này thì các anh các chú mà đến 80 cân mình vẫn mặc vừa cơ. Bởi vì là các anh các chú mà mình tập thể thao ấy thì mình đạp xe ấy, mình mặc lên nó lên là mặc ôm gọn gàng thôi. Đây ạ. Màu sắc rất là đẹp nhá, chất liệu đẹp lắm các anh các chú ạ. Con này là hiệu của đây ạ. Montic các anh các chú nhá. Chất của nó rất là thông thoáng này. Đó. Mã G47, vai 47, bụng 53 và dài 74 này. Em này giá 350.000 anh em chú nhá. 350.000 cực kỳ đẹp luôn. Tiếp theo em lên mã G48. Vai 50, bụng 53 và dài 74. Vai 50, bụng 53 và dài 74, hiệu Von Club. Anh em chú ơi, phần cúc của nó đây. Cúc của nó đều có tên thương hiệu nhá, mà cái phần cổ của nó này, anh em chú nhìn cái đường line của nó rất là đẹp luôn. Đó, màu của nó là màu màu xanh ghi ấy, phù với màu xanh than. Rất là đẹp, phần cổ của nó cũng cùng chất liệu nhá các anh các chú. Con này thì form nó khá là to, chất liệu siêu co giãn luôn. Này, co giãn chất thun lạnh và nó rất là mát, nó mộ mát là đương nhiên rồi, nhưng mà nó lại đanh nữa các anh các chú ạ. Em áo này của Hàn Quốc, chất rất là đanh. Mã G48, vai 50, bụng 53 và dài 74, giá 380.000. Em lên mã G49 này, một em Bradberry các anh chú ạ, hiệu bông lúa. Hiệu bông lúa, tuy nhiên form này nó hơi nhỏ. Mã G49, vai 42, bụng 48 và dài 67. Vai 42, bụng 48 và dài 67 các anh chú ạ. Đó, bo tay các thứ thì rất là ngon lành nhá. Hiệu Bradberry này. Cái này thì đây ạ, các anh chú nhá. Cái này kiểu là cái chất vải của nó ấy, cái màu xanh than này này, nó in như nó in bằng cái cao cấp chứ không phải nó in xong nó giặt nó bị phai đâu các anh các chú ạ. Tuy nhiên vì là cái phần nếp đường may ấy cho nên là mình sẽ không tránh khỏi khi mà nó gập vào thì sẽ lộ ra, bởi nó in ở phía bề mặt ngoài thôi, còn ở phần giữa sớ vải này không thể in vào giữa được đúng không ạ, thì gập lên thì nó sẽ lộ, nó hơi trắng trắng một xíu thôi. Cái này là do nó in lên vải xong nó mới may chứ không phải là áo nó bị cũ các anh chú nhá. Em giải thích luôn để các anh chú hiểu, không lại bảo là em Thanh lại bán áo lởm thế, cũ thế. Đây, mã G49 cực kỳ đẹp luôn, tuy nhiên form nó nhỏ thôi. Vai 42, bụng 48 và dài 67. Mã G49 đó. Con này là vai 42 nhưng mà các anh chú mà vai 43, 44 mặc vẫn được vì nó co giãn rất là nhiều này các anh chú ơi. Đó, hiệu Bradberry nhá, siêu đắt luôn ấy. Con này các anh chú mình có thể check giá. Giá của nó cũng phải tầm 2 triệu mấy đến 2 triệu rưỡi, còn tầm trên dưới 2 triệu rưỡi một con áo như thế này. Chất cốt tông tổ ong này. Mã G49, vai 42, bụng 48 và dài 67. Giá 350.000 ngày hôm nay các anh chú ạ. Và mã G50 này. Một em Adidas, một em Adidas Glimalai. Màu của nó là màu đỏ hồng. Màu rất là lạ và đẹp. Em phải nói rằng là các anh chú biết đấy ạ, những cái tông màu mà em lấy nó sặc sỡ ấy, nó phải là những con cực kỳ xuất sắc này, những con hàng hiệu hoặc là những cái tông màu nó rất là lạ đặc biệt thì em mới lấy đấy. Bởi vì em biết là khách hàng nhà em thì chủ yếu là các chú khá là lớn tuổi, khá là kén đúng không ạ? Cho nên là em phải lấy những con nào mà hợp gu thời trang của các chú. Nó phải rất là đẹp. Đây ạ, hiệu Adidas Glimalai. Con này độ mới cực kỳ cao các anh chú ơi, nhìn nền vải của nó đấy ạ. Rất là chất luôn ấy, con này chất của nó khá là dày dặn nhá. Nó là chất thể thao nhưng mà các anh chú nhìn trên cái thân vải của nó đây. Độ mới rất là cao nữa và cái nó có họa tiết ở trên cái sớ vải các anh em chú. Cái phần vạt sau thì dài hơn vạt trước nhá. Mã G50 này. Vai 47, bụng 56 và dài 76. Vai 47, bụng 56 và dài 76 các anh em chú ơi. Những anh những chú nào mà yêu thích thể thao đây hay mặc hay chơi thể thao đây thì múc con này nhá.
Đó, độ mới rất cao không ạ? Đó, cực kỳ đẹp luôn ấy. Con này made in Indonesia các anh các chú ạ. Tag của rất là mới luôn, có thể check QR code. Đây ạ. Mã G50 này. Vai 47, bụng 56 và dài 76. Vai 47, bụng 56 và dài 76 nhá. Em này giá 450.000. 450.000 cho em Adidas Climalight. Mã G50. Vai 47, bụng 56 và dài 76 ạ. Em lên mã cuối cùng của ngày hôm nay, một em Adidas tiếp theo. Màu đỏ rồi bây giờ là mình sẽ kết thúc bằng màu đen. Mã G51. Vai của nó là từ 43 đến 48, bụng 50 và dài 70. Một em áo chất thể thao màu đen ạ. Đó, cái chữ Adidas thì nó in trên trên áo như thế này nhá, chất thể thao này. Có ba sọc các anh các chú nhá, ba sọc màu trắng. Rất là đẹp luôn. Mã G51, vai 43 đến 48 á, bụng 50 và dài 70. Em này giá 400.000 anh các chú ạ. Độ mới cực kỳ cao, form dáng trẻ trung. Cái dáng này là kiểu dáng nó là dáng slim fit. Chất đẹp lắm. Đó, mã G51, vai 43 đến 48, bụng 50 và dài 70, giá 400 anh các chú ạ. Hôm nay thì các anh các chú thấy đấy, toàn là siêu phẩm, cực phẩm thôi. Video mà về về các sản phẩm mà Polo VIP em lên rất là nhiều đúng không ạ? Nhưng hôm nay thực sự là các sản phẩm của nó rất là xuất sắc. Các anh các chú mà ưng sản phẩm nào thì nhanh tay liên hệ với em qua số điện thoại hoặc Zalo 0832 625789 để em Thanh tư vấn và gửi hàng cho các anh các chú ạ. Em xin cảm ơn tất cả quý khách hàng đã theo dõi video của em Thanh ngày hôm nay và xin hẹn lại các quý khách hàng ở những video tiếp theo của em ạ. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Xin chào.